Hai xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha, một cái nơi mà rất là nổi tiếng ở Sài Gòn ha, và có lịch sử cũng lâu ha mọi người. Thì mọi người nhìn phía sau mình nè ha, mình đang ở trong khuôn viên của nơi này ha, nó rất là xanh ha, nhiều cây lớn ha. Thì mình đang ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi một vòng xem ha. Đây là bức tượng của cái ông đô đốc của người Pháp ha, đã có công xây dựng nên Thảo Cầm Viên này ha. Thì Thảo Cầm Viên này được xây dựng vào năm 1864. Đây là lối vào Thảo Cầm Viên nha mọi người. Phía hai bên là có những cái cây kiểng hình con hươu cao cổ nè. Cái này rất là cao luôn, cao mấy con hươu này cao khoảng, mình nghĩ khoảng 5-6 mét á, rất là cao luôn. Hai bên đường hai cây xanh rất là mát luôn. Chính giữa có một cái giàn hoa nè. Mình thì chưa thấy cái bảng chỉ dẫn ở đâu hết. Từ cổng đi vào phía bên tay trái của Thảo Cầm Viên của mọi người có một cái chỗ để cho mấy bé nhé, giống như khu trò chơi dưới nước á. Chú bé đang chơi nè. Nó phun những vòi nước lên rồi mọi người, rất là rộng luôn ha, rất là dài luôn. Thì cuối tuần đó, mọi người có thể dẫn mấy bé vào đây chơi nè ha. Phía ở phía dưới đây nữa này có một cái hồ nước mọi người, mà nó rất là cạn ha. Thì mọi người có thể dẫn bé vào đây tắm bơi nè ha. Khúc này là miễn phí nè mọi người. Cái hồ mình chỉ là phía dưới đây nè ha. Có rất nhiều bé vô đây chơi luôn nè ha. Phía đây là cái hồ lúc nãy mình nói nè, rất là cạn, nước tới đầu gối. Ngày mai chủ nhật chúng tôi sẽ có hai suất nhập vào trong ngày đi buổi tuyên luyện xuất sáng và xuất chiều. Và ngay bây giờ chương trình phát sáng này đã đến giờ, xin chào kính mời quý vị các bạn nhanh chóng tập trung về sân khấu có rất tự và có một cái dụng sông nhỏ nhỏ nè ha, nước rất là xanh. Thì ở cuối dòng sông á có một cái hồ nước này mọi người, thì nước ở đây á chỉ đứng đến đầu gối của mấy bé thôi nha, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Đây có mấy cái thuyền bằng điện chạy dưới nước nè mọi người, cái này là thuyền điện đụng ha, giống như xe điện đụng ha, nhưng mà cái này thì chạy dưới nước ha. Cái này mà mọi người có mấy nhóc á dẫn theo á, nó rất là thích luôn á. Trong đây là nguyên cái vườn hồng hạc ha. Ở đây có một cái con công nè mọi người, đang đi nè. Để mình lại gần nó thử xem. Đang nhìn mình nè. Ở đây là hồng hạc rồi mọi người. Đúng rồi, nó cao lắm. Ở sao nó cao con biết không? Không biết. Cái chân nó cao để nó làm cái gì? Cái đuôi nó có màu hồng hồng ha, cái đuôi màu hồng hồng. Và cái chân nó rất là cao luôn, cái chân nó rất là cao luôn nè.
À, người thấy cái chân nó rất là cao ha. Phía sau cái đuôi nó đỏ đỏ ha. Cái cánh cũng đỏ 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 nữa. Nó đang kêu gì nè. Đây anh này có khoảng mấy chục con rồi. Đang kêu kêu nè. Ở đây cũng có một con gì nè. Con này đặc biệt quá nha mọi người. Con này lạ lạ quá nha. Con này rất là dạng ha. Con này rất là dạng. Đứng làm người mẫu nè. Ở đây có mấy con chim đỏ đỏ, đỏ nè. Mình cũng không biết là chim gì ha. Kế bên là có mấy con công nè. Chim đỏ rất là đẹp ha. À, trong đây là quần bướm nha mọi người. Quần bướm này cũng nhỏ. Ở đây có một số con bướm nè. Ở đây là một số cái để các quá trình gọi là hình thành loài bướm á mọi người. Đây là bướm vàng chanh di cư ha. Ban đầu là từ trứng, sau đó từ trở thành sâu, sau đó nhộng và cuối cùng thành là bướm trưởng thành ha. À, ở đây có một con bướm. À, nó bay rồi. À, ở đây có mấy con voi ha. Cái nhà kìa. Cái nhà của con nữa bố. Đó, cái chuồng. Hai cái màu trắng trắng á. Đây là cái chuồng. Ở đâu, đứng đây nè. Nó có hai cái màu trắng trắng đây nè. Có một con voi nó đang dọc dọc cái bánh xe, đang chơi bánh xe rồi mà. Đây. Đây là những loài voi châu Á nha mọi người. Nãy mình có quay một cái con bên kia nó có sừng á ha. Rất là to luôn. Cái con này nó cứ dọc dọc cái bánh xe hoài luôn. Đó xe nè. Ở bên đây là khu thú móng vuốt ha. Nai to hết. Ông bà, con nhìn con nai. Ồ. Ủa có trâu đâu? Từ từ đi.
xíu, đây rất là nhiều nai luôn ha. Mấy con nai này thì nó nhỏ không à, không có lớn cho lắm. Kìa, một đàn kìa. Cái này là mình đang ở đi từ phía trong đi ra mọi người. Ồ, đây nè, đây có một con dương nữa nè. Sao nó lọt qua đây vậy? Có rất là nhiều nai luôn nha mọi người. À, nắng quá nó đang nằm nghỉ mát kìa. Đó. Đây có rất nhiều con nai, con hươu nó tập trung ở đây nè. Có mấy con mà nó có mặt có đốm đốm à. À, có hình bông ở trên cái lông, trên cái lưng đó nè mọi người. Đây. Hai nhìn đẹp ghê luôn. Mấy con này đẹp ghê luôn. Một vài con nè. Còn mấy cái con phía bên đây là nó chỉ có một màu, hơn một vàng vàng thôi ha. Không có những cái đốm giống như cái con bên đây ha. Nó tập trung rất là đông luôn nha. Đó. Nó đang ăn nè. Nó tóm lại là mấy con này nó rất là dày dạn nha. Thấy người mà nó vẫn lại tập trung nè ha. Vậy như thói quen rồi, người ta hay đi dọc cái con đường này nè mọi người, đường phía trên này người ta dục nó quăng đồ ăn xuống á. Cho nên nó hay tập trung lại đây rất là nhiều ha. Có mấy người đang chơi với dây bóng dưới nước nè mọi người. Cái này mà nó bể không biết làm sao nha. Ba trái bóng ha. Cũng thú vị ha mọi người. Ở đây là những con rùa nè mọi người. Con rùa kế bên mình đây nè. Cây mu nó phía dưới đen ha, trên đây hơi vàng vàng ha. Con rùa này chắc sống cũng lâu lắm rồi đó mọi người. Xa xa là có thêm 3 con rùa nữa nè. Nhìn như cục đá vậy. Nếu mà mọi người từ xa nhìn như tưởng như là cục đá vậy á. Ở dưới nước này có thêm 2 con rùa đang ngóc đầu lên thở nè mọi người. Cái lưng nó rất là đen ha. À, đây là con kỳ nhông ha. Con này cũng rất là to luôn nè. À, đây một con nữa nè. À, phía đây có mấy con rùa màu vàng vàng nè mọi người. Nhỏ xinh xinh nè, cái bé xinh xinh nè. Nó đang bơ bơ nè. Trong bụi cỏ này cũng có một con nữa. Đẹp. Nhìn rất là đẹp luôn. Có một con ở đây nữa nè. Ở đây phía xa xa mình thấy một con tê giác ha. Đây là loài tê giác trắng nha mọi người. Tại vì thảo cầm viên này nó rất là rộng ha. Mọi người chịu khó đi một vòng ha. Thì sẵn mình tập thể dục luôn nha mọi người. Cuối tuần mà. Đây, con tê giác rất là to nha mọi người. Đó. Rất là to luôn.
nó đang đi 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 đó, nó đang đi lại phía mình nè mọi người, đó thấy không, ở đây có một con ngựa vằn nó đang ăn nè mọi người. Mình đi nhẹ nhẹ lại không dám, mình sợ nó chạy á. Nó không được trắng lắm nha ha, chắc nó bị dính bùn dính sình nè ha. Tại trong phim mình thấy mấy con ngựa vằn nó rất là trắng luôn ha. Trên lưng nó có một cái, nó gọi ta gọi là cái bòm ha. Đó. Nó đi rồi nó sợ mình rồi nè. Đẹp quá ha. Phía xa xa đây thì cũng có hai con ngựa vằn ha, và đứng một em đà điểu nè. Đây một em đà điểu, đây một em đà điểu nữa, và hai con ngựa vằn ha. Chắc mẹ con quá. Có một con đà điểu đang đứng kế bên mình nè mọi người. Cái cổ nó rất là cao ha. Nó đang nhìn mình nữa nè. Hình như phía xa xa ở đây có hai con hươu cao cổ. Đây là hai con hươu cao cổ lúc hồi nãy nha mọi người. Nó đứng xa mình quá. Đây. Rất là cao ha. Chắc cao khoảng 2 mét mấy, 3 mét đó mọi người. Hai em luôn nè. Chắc đang giận hờn u vơ nhau hay sao mà không nhìn mặt nhau nè mọi người. Đó. Cái con phía bên trái này hơi nhỏ ha, còn con phía bên phải này hơi lớn. Con phía bên phải này đẹp hơn ha. Con đẹp hơn chắc con cái đó mọi người. Còn con này chắc con đực á, con bên tay trái chắc con đực á. Chép lời phúc phần thắng bại, tụi con đồng giải nhất nhận quà hết luôn. Vậy nha, ba mẹ vỗ tay. Rồi bây giờ đứng đâu đứng đó nha. Ai đứng đâu đứng ngay đó luôn giùm tôi, đứng ngay đó luôn giùm tôi nha. Rồi làm gì? Rồi tôi sẽ gửi tặng những món quà chúc mừng các bạn đã chiến thắng vòng đầu tiên. Ai chúc nhất là bạn Huy nha. Rồi những chiếc lá có thể đem về nhà làm kỷ niệm, hoặc mình đem về nhà không được thì mình lựa một cái nơi nào đó đúng nơi ở trong đây bỏ vào để mình góp phần bảo vệ môi trường sạch sạch đẹp nha. Ai mà vứt rác bừa bãi phạt 80 điểm nha. Okay. Chúc mừng các bạn. Giơ cao quà lên các bạn ơi, giơ cao quà lên, giơ cao chiếc lá lên. Đúng rồi, 1, 2, 3 lưu lại tấm hình kỷ niệm. Chúc mừng các bạn đoạt giải nhất rồi đó, thắng rồi đó. Đây của con nè, chúng mình đồng hạng được giải nhất rồi đó nha. 80 bạn thi giải nhất 80 bạn luôn, dữ dội không? Rồi giơ cao quà lên. Đây đi đâu vậy, chụp tấm hình kỷ niệm anh ơi. Dạ ba mẹ chuẩn bị sẵn chế độ camera chụp hình đẹp nhất để lưu lại những khoảnh khắc hồn nhiên tuổi thơ của các bạn trên sân khấu ngay bây giờ. Rồi cầm đi con, cầm đi. Rồi chuẩn bị sẵn sàng, giơ cao quà lên. Tay còn lại giơ cao chiếc lá lên, đem chiếc lá về nhà làm kỷ niệm luôn nha. Chúng mình nhận quà này thôi. Rồi không lo giơ lá mà quên nhận quà luôn rồi. Rồi bé áo cam hả, gia đình là số 1. Rồi tặng cho con chú nhỏ của tôi nè. Đó, tặng cho anh thanh niên của tôi. Rồi tặng cho hot boy nè, chị Bảy của chị nè. Rồi đây của con, đây của con hả? Đâu đâu nè, đây nè, đây nè. Rồi giơ cao quà lên các bạn, chuẩn bị lưu lại tấm hình kỷ niệm nè. Rồi hai ba con thì luôn đó hả. Rồi đây của con. Rồi các bạn ơi sẵn sàng chưa nào? Đếm 1, 2, 3 cười thật là tươi để lưu lại một khoảnh khắc thật là đẹp nha. 1, 2, 3 trời đất ơi nhỏ xíu vậy trời. 1, 2, 3 yeah. Ai là dè tôi nhớ tặng thêm 2 phần quà nè. 1, 2, 3 yeah.
to đi lát tặng sao nha. Rồi cảm ơn tụi con, mời các bạn xuống dưới vô chỗ ngồi ngồi đi mệt. Từ phía sân khấu á, mà mọi người đi về phía bên phải á, mọi người sẽ thấy một cái khu vui chơi ha. Mà ở đây á, có một cái vòng xoay rất là lớn và mọi người có thể ngắm cảnh toàn thảo cầm viên từ trên cái vòng xoay này ha. Tiếc là lúc đó mình không có lên vòng xoay để có những cái cảnh cho mọi người xem ha. Tại vì lúc đó mình cũng đói bụng quá rồi mọi người. Trong đầu của mình lúc đó toàn là cơm tấm nè, phở bò không à. Thì mọi người thông cảm cho mình nha. Ở đây có một con cá sấu rất là to nè, vàng vàng. Nó đang nằm ngủ nè. Rất là to luôn mà nó màu vàng vàng. Ui, có một con bự bắt được ở mập luôn. Bị béo phì rồi. Bên đây cũng có một con mà nó đen hơn, nó đen đen há miệng nè. Đây, con này rất là to luôn. Rồi, cái đuôi nó dài. Ở dưới hồ cũng có một con nữa nè. Ở phía bên đây cũng có ba con nè mọi người. Có một con đang phơi nắng nè. Phơi nắng là nó hạ miệng ra ha. Đó. Rồi có con gì chui vô sao? Có hai con đang nằm dưới nước nè. Ba con này thì nhỏ hơn mấy con hồi nãy. À, đây có một con hà mã nè mọi người. Nó đang ngủ cái gì nè. Kìa đó. Nó đang ngủ à. Con này cũng nhỏ. Con này nó chết rồi. Chết này. Con này nó chết bữa giờ á. Ở đây một có một cái khu vườn nè mọi người ha. Đây có cái khu vườn nè ha. Cũng có rất là nhiều loại cây nè ha. Bên đây là cây sừng rồng. Cái này phải hoa 10 giờ không mọi người. Cái này, cái cây này nè. Bên đây là sừng rồng ha. Ở đây người ta hay khắc tên lên sừng rồng nè, hồi xưa hay vậy mọi người. Người ta hay khắc tên, khắc chữ gì đó lên mấy cái nhánh sừng rồng này ha. Đây nè. Một thời tuổi thơ đấy mọi người, người ta hay khắc, đoạn như hồi đó mình cũng có khắc nữa. Ha. Thích ai thì mình khắc cái đó ha. Khu vườn này thì cũng nhỏ, diện tích cũng nhỏ. À, có một cái con chim nó đang đứng gì nè, dang cánh mọi người. Cái cây này nó nở hoa nè. Hoa màu trắng rất là đẹp luôn. Phía xa xa có một cái vàng bông giang thọ kìa, hoa nhái á. Cái hoa giang thọ nó hoa nhái. Giang thọ thì nó to hơn một người. Nè, mình đang đứng kế một chim luôn nè. Nhìn giống như là bức tượng vậy mọi người. Còn đây là vàng hoa giấy ha, chưa có bông.
đây vàng hoa 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 nhái lúc nãy nè, màu rất đẹp nè. Phía đây có một cái hoa gì màu vàng vàng mọi người. Đây là rất là đẹp luôn. Phía đây thì người ta treo mấy cái chậu hoa ha. Bên đây là những chậu hoa hồng ha, màu hồng nè. Bên kia là màu đỏ đỏ nè. Đây là những bông hoa hồng nè mọi người. Có những con bướm này bay nè. Phía xa xa là có một cái vườn lan ha. Cái vườn lan này là nhà lan chứ. Người ta hay chụp hình ở trong đây ha. Trong đây rất là đẹp luôn. Người ta hay chụp ảnh chỗ này. Thì ngoài những con voi, những con nai, những con hươu mà mình đã qua trong clip này á, thì trong thảo cầm viên á, nó cũng có những con hổ, những con sư tử, những con khỉ ha. Và mình cũng có qua những cái clip về chúng. Nhưng mà sau khi mình quay xong á, và mình về nhà mình xem lại á, thì mình cảm thấy mình thương thương chúng sao mọi người. Tại vì những con hổ, những con sư tử á, thì nó được nuôi trong những cái lồng kính ha, với diện tích cũng nhỏ thôi à. Và khách tham quan người ta sẽ đứng ngoài lồng kính, người ta nhìn vào, chứ chúng không được thả tự do. Bởi vì nhìn chúng cũng có vẻ buồn buồn không mọi người. Cho nên mình không muốn đem những hình ảnh của chúng vào trong cái clip của mình nha. Thì mọi người thông cảm cho mình. Mình đi xem tiếp những bông hoa lan trong nhà lan này nha mọi người. À quên nữa, mọi người nhớ đăng ký và nhấn chuông để đón xem tiếp những video của mình nha mọi người. Và nếu mọi người thấy video của mình hay á, thì hãy nhấn like á, để cho mình biết, mình có động lực để mình ra những video tiếp theo nha mọi người. Sáng nay thì mình cũng xin chào mọi người luôn nha. Thì hẹn mọi người ở clip sau.